không thể tưởng tượng nổi. Ghê quá. Ấy mà ốm người đi.
Kinh. Đúng rồi. Đúng rồi không? Kinh cũng. Xem cái dốc này cao lắm nha. Đấy. Trời bây giờ là tạnh mưa rồi đó cho nên là đỡ sinh lầy. Thấy ghê chưa? Ghê, dốc quá cao, tôi hơi liều đúng không? Tôi hơi liều á.
đi. Mặc đồ đi, giờ chuẩn bị đi chứ vậy đó. Tiếp theo nha.